Hello, cả nhà nha. Suốt Hello, tất cả mọi người. Mi xin chào mọi người. Mọi người coi TikTok của Mi chưa vậy? Mi mới vừa đăng nội dung lên. Nhớ đọc nha. Mọi người ơi, cho Mi hỏi có ai kết bạn TikTok với Mi chưa và coi TikTok Mi chưa? Rồi kìa. Mọi người rồi kìa. Cảm ơn cả nhà đã luôn đã coi nha. Cả nhà ơi, cả nhà vô xem MV đi cả nhà. Vô xem càng nhiều càng tốt nha cả nhà ơi, gần lên top 2 rồi đó. Cho chú My ơi. Đây giờ con sẽ cài view rồi, mọi người cũng phải bấm vô luôn nha. Đây nha mọi người. Bluetooth mode. Trống tim anh đập đùng đùng blap blap. Cô ơi, cái này giới này giới thiệu serum mới dành cho mắt chứa 2.5% HA và caffeine tiết kiệm. Có người tặng bông cho mình kìa. Càng cảm ơn cả nhà nha. Mọi người ơi, cậu ba gần lên top 2 rồi đó cả nhà. Cả nhà cố gắng cài view cho cậu nha. Mày làm cái gì á? Giờ này tôi có cơm. Dạ, con đang nấu ở dưới gần cống rồi vậy. Dạ. Mày làm được. Mày không làm được, mẹ con mày cũng nói vậy đi. Mày đứng trên đó đây kìa đó. Con chào tất cả mọi người. Mọi đây, người ơi, cơm mọi người nhớ vô xem. Ờ, gì ta? Rồi, rồi, trả đi, bất tử gì hết. MV để vô mà hai chú cháu con để gần lên top 2 rồi đó. Mọi người cố gắng lên mọi người ơi. Con càng sáng giờ nè. Mọi người cố gắng đi cả nhà ơi. Cảm ơn mọi người gian qua để luôn theo dõi nha. Và mọi người ơi, cho Mi hỏi có ai kết bạn TikTok với Mi chưa ạ? Ai mà chưa thì nói không nha. Rồi cả nhà, nếu mà cả nhà nào mà không có kết bạn TikTok với Mimi sẽ đưa nha. Đây. Đây nha cả nhà. Đây là TikTok của Mimi. Cả nhà nhớ là có ba cái này thôi nha. Ba cái này. Cả nhà nhìn rõ chưa? Ba cái này, cả nhà vô xem cái này nè. Cái này là ý nghĩa nhất. Và cả nhà đừng quên là vô xem MV nha. Thì nãy Mi mới vừa đưa cả nhà, có gì cả nhà vô bấm nha. Ai cho con đi chơi nó hả? Ai cho con đi chơi nó hả? Con còn con như thế nào? Ba con đi chơi với nó. Mẹ cấm con chơi với nó hay chưa? Cả nhà ơi, con lên cài đi cả nhà. Trời anh Sơn ha, tặng bông kìa. Con cảm ơn anh Sơn nha. Cả nhà ơi, trời luôn. Cả nhà vô xem MV đi nào. Cả nhà cố gắng cài lên top 2 thôi cũng được, hay top 1 được cũng được nữa. Top 1 thôi, nói chung là top 1 mọi người gia đình báo một cái chớp mắt thôi là cả nhà lên rồi. Con bệnh cho mẹ con nghỉ xíu chỗ. Trời đất ơi, cái gì
Quá trời luôn. Thằng Bông quá trời, Nguyễn Nhi vô gan nhanh sơn. Mấy cô mấy chú ơi, nhớ lên cài view nha cô chú. Mọi người vô cài view đi ạ. À, thời gian đó cả nhà coi con và thời gian đó cả nhà có thể vừa xem MV được luôn nha. Cài view giùm mình nha. Ê Trung Anh, em thấy anh giải những bài toán lớp hello cả nhà, đây là ảnh TikTok của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.